beautiful. Cùng Lan Phạm thực hiện Fedora trên nền da màu sẽ như thế nào nhé. Đây là Tanasa đến từ San Francisco. Bạn ấy đã follow TikTok của mình được 2 tháng và hôm nay thì bạn ấy quyết định chọn Lan Phạm BMU để gửi gắm đôi lông mày này. Tanasa là nhà thiết kế thời trang của một thương hiệu nổi tiếng. Cô ấy có vẻ ngoài rất là đặc biệt. Ngoài ra thì bạn ấy còn rất là thân thiện và hòa đồng. Sau một hồi thiết kế và canh chỉnh thì mình cũng cho ra được một dáng mày rất là phù hợp với gương mặt bạn ấy. Tiếp theo thì mình sẽ đi sợi. Hiện tại thì mình đang sử dụng kỹ thuật Fedora Perfect để thực hiện cho ca lông mày này. Với những làn da như thế này thì mình đã lựa chọn màu Black Brown để làm cho bạn ấy. Và các bạn cùng xem kết quả này. So beautiful. Love it. Yes. Very beautiful. How about the shape? Shape is gorgeous. It's perfect for my face. Mm-hmm. It matches my bone structure very well. Mm-hmm. Yes. Very nice. Very beautiful. I love it. Làm xong thì bạn ấy rất là thích. Chân mày mới làm rất là tự nhiên, đẹp với xếp lông thật. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên follow để ủng hộ kênh TikTok mới này của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người.